Hello, xin chào toàn thể anh em nha. Đây là kênh YouTube máy thủy nhật của mình. Mình là Nghiêm. Hôm nay mình sẽ test trước mặt anh em một em Mitsubishi nhỏ nha, cao tốc nha, không chụp vô, rất nhỏ gọn luôn. Trọng lượng cỡ 380kg nha. Em này là M4G Mitsubishi 63 mã lực, 2900 tô, hộp số chuyền 2.95 nha. Máy rất là đẹp. Đây là sơn riêng cho anh nhé. Em chì trong ngoài còn riêng luôn, chưa tháo nha. Máy rất là đẹp. Bát tông em này là 98 ly nha. Nước sơn dập vài chỗ nhưng mà nhập Việt Nam sao để trang gì thôi, chưa sơn phết. Số rất nhẹ nha anh em. Rất đẹp ha. Nổ cực chủng. Hơi, ống hơi thở nó rất là trong nha. Có cái hơi thừa nữa. Cò thì rất là mới luôn. Anh em nào quan tâm vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Muốn xem hình ảnh trực tiếp thì kết nối Zalo với mình sẽ hỗ trợ anh em. Bây giờ mình sẽ nạp ga thử anh em nào có ý kiến gì vui lòng cho ý kiến nha. Hàng mình thường làm clip gửi anh em tham khảo đa dạng cái dòng hàng. Anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình để theo dõi những clip khác. Bây giờ mình sẽ test nổ ra nha. Anh em nhớ xem kỹ clip mình nha.